Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, nhân mùa Phật đản năm nay thì tại tỉnh Thất Thanh Nguyên bây giờ đang tổ chức một cuộc thi mang tên là Hóa Trang Thành Thái Tử Tất Đạt Đa. Đây là cuộc thi nhằm mục đích giáo dục tinh thần Phật đản dành cho các chú tiểu. Bên cạnh đó cũng mang lại một không khí rất vui tươi, rất nồng ấm dành cho tất cả các đệ tử ở tỉnh Thất Thanh Nguyên. Và từ sáng đến giờ thì tất cả các chú tiểu của chúng ta đã chuẩn bị từ cách đi đứng, từ trang phục. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón những chú tiểu đầu tiên sẽ xuất hiện với phần thi Hóa Trang Thành Thái Tử Tất Đạt Đa.